bên mình là một dòng canxi Hatter nhập khẩu chính hãng từ châu Âu. Nó có hương vị của nó là hương vị chuối, rất là dễ uống này, phù hợp với những cái bạn nào mà ví dụ như kiểu là sợ mùi này, rất khó uống thuốc thì đều uống được cái sản phẩm này. Hộp có tem niêm phong hai đầu, đảm bảo chính hãng 100%. Nó có dung tích là 150ml, cốc đồng ở bên trong để chúng ta dễ dàng chia vạch mỗi ngày chúng ta uống bao nhiêu, cần dùng bao nhiêu. Vừa có canxi 228mg này, có cái vitamin K này, vitamin D3 này. D3 thì nó giúp cho xương răng của chúng ta chắc khỏe hơn, dẫn xuất hấp thu canxi tốt hơn vào xương và máu. Hấp thu canxi và xương và máu một cách tốt nhất thì chúng ta lại cần đến các vitamin K2. Dòng này thì canxi chúng ta 4 đến 6 tháng tuổi là chúng ta đã uống được rồi. Thơm ngon này, dễ uống này và bổ sung canxi một cách tối đa. Có mã vạch rõ ràng, Thơm Sun Care luôn mang đến cho bạn những giá trị tốt nhất, sản phẩm tốt nhất. Hatter này thì chúng ta có liều dùng sẵn trên bao bì rồi. Trẻ em thì chúng ta dùng 5ml một lần, ngày dùng 2 lần, sáng và trưa. Còn ví dụ như người lớn thì chúng ta dùng 10 đến 15ml ngày 2 lần. Uống canxi thì chúng ta bổ sung trong vòng 2 đến 3 tháng liên tục. Một năm chúng ta bổ sung 2 đợt cho con là được rồi. Ví dụ như nhà nào có điều kiện muốn bổ sung canxi và muốn cho con phát triển chiều cao một cách tối đa nhất thì chúng ta dùng cho mình trong vòng 6 tháng hoặc là 1 năm liên tục.